Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại khối không khí mát đang trong quá trình suy yếu và lệch đông, nên thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc trong ngày mai vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, kèm sương mù vào sáng sớm. Nên nhiệt độ đêm nay tăng nhẹ lên, phổ biến từ 21 cho đến 24 độ. Đến thời điểm trưa chiều, thời tiết sẽ khô ráo hơn và còn hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai có thể lên đến 28 cho đến 31 độ. Trời khô ráo và mát mẻ nên vẫn ủng hộ các hoạt động lưu thông và dân sinh trong những ngày đầu tuần mới. Tuy nhiên, từ khoảng đêm mai, một bộ phận không khí mát ở phía Bắc lại có khả năng tăng cường yếu và nén rãnh áp thấp xuống nên sẽ lại gây mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh vùng núi, sau đó lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng trong ngày 26 và có khả năng kéo dài đến sáng ngày 27. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng với khả năng xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 26 và 27 tháng 4 sẽ lại giảm dần xuống, chỉ còn phổ biến từ 24 cho đến 27 độ, thời tiết mát mẻ trong vài ngày tới. Đến với khu vực Trung Bộ, trong ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tình trạng nắng nóng cũng chưa có dấu hiệu quay trở lại, nên thời tiết ở đây phổ biến là ít mưa, ngày có nắng, với nhiệt độ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Sang đến ngày 26 và ngày 27, cũng do ảnh hưởng của khối khí mát ở phía Bắc, khu vực có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ giảm trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận trong 2 ngày tới, thời tiết cũng chưa có biến động đặc biệt. Sau đó cũng khoảng từ ngày 27 tháng 4, do chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa từ phía Bắc, nên khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nên nhiệt giảm nhẹ từ 1 cho đến 2 độ, thời tiết có phần dễ chịu hơn. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa dông về chiều tối vẫn còn diễn ra trong chiều tối mai, sẽ khiến cho nền nhiệt độ ở khu vực này dịu mát hơn. Từ khoảng ngày 26 và ngày 27, mưa có xu hướng giảm hơn về diện và lượng, chủ yếu chỉ xảy ra ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ, và tại khu vực Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió duy trì hướng Đông Nam đến Nam, cường độ khoảng cấp 4 cho đến cấp 5, nên tình trạng biển bình thường. Sau đó sang đến ngày 26 và ngày 27, gió sẽ quay trở lại hướng Đông Bắc, đạt mức cấp 5. Từ chiều tối và đêm ngày 27, khả năng sẽ tăng cường độ lên mức cấp 6, gây biển động. Ngoài ra, thời tiết trong 2 ngày này cũng chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải, nên các tàu thuyền cần chú ý đề phòng khi hoạt động tại đây. Còn trên khu vực Biển Đông, trong đó có hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa trong ngày mai, sẽ thịnh hành hướng gió Nam là phổ biến với cường độ yếu chỉ khoảng cấp 3 cho đến cấp 4, nên tình trạng biển bình thường và không gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Sau đó sang đến ngày 27 tháng 4, trên khu vực Bắc Biển Đông, gió sẽ chuyển dần sang hướng Đông Bắc. Cường độ gió tại phần phía Đông Bắc có thể mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 6, nên các tàu thuyền nhỏ hạn chế di chuyển vào khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tức cuối ngày hôm nay, và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.